Phương Lam, Phương Lam. Cái cây này mình lâu trước mình mua mà nó bị mất luôn. Mình còn một nhánh nhánh chiếc zin. Rồi mình ghép vô. Ghép vô xong rồi để không có ghi tên. Bây giờ nó chỉ còn có cái chữ B thôi nè. Chỉ còn chỉ có chữ B thôi. Cái L nó không thấy nên mình nghĩ là đây là Phương Lam. Mình ghi là chữ Phương Lam. Giờ nó ra hoa, trời ơi trời. Thực sự rất là ngỡ ngàng. Giống như mình cứu được một bàn thua trong thấy. Nở còn. Đó. Giờ phải ép con nở ra để nhìn mặt con nhé. Mở mắt cái đi. Đó. Đã chưa? Đẹp thiệt trời. Cái này tôi ghép á. Trông cũng khá lâu. Đã nha. Làm trước mua trước kem trước là bị mất nè. Khử cái này ra. Ra đi. Nó không bung ra nổi các bạn. Được hai bông. Đèn bông nữa. Đối xứng nhau, hai này nó không nhìn mặt nhau, nó ghét nhau các bạn. Tại sao vậy? Giờ mình bị cái trường hợp thúi. Ô nó bị kiểm sáp đậu nữa. Cây này ở xa mình quá nên mình xịt không tới. Ngon. Ghiền, lại ghiền cái hoa này nữa rồi. Phương Lam. Đẹp quá đây. Trồng tiếp. Trồng lên chiếc zin kìa. Đã luôn, nhìn cái nách.